nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngại ngùng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ nhỏ. Nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Chúng ta hãy vỗ tay cho Thẩm Thứ Hai bằng tràng pháo tay lớn lên. Đây là một ngôi sao ca nhạc coi như là đang lóe sáng lên đó, được thầy Ngọc Sơn dìu dắt. Tất cả các học trò Ngọc Sơn, Ngọc Sơn phải bắt là đội chữ hiếu này đầu tiên, phải đối xử với cha mẹ thật tốt trước, đúng không ca nhà? Chỉ vui đêm này, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu chờ, thì dù xa xôi.